Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nói đến một tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo, chúng ta phải cần suy nghĩ và nghiên cứu tư liệu rất là nhiều. Do đó, mình hôm nay nghiên cứu về Đức Giêsu là ai? Và mùa Noel này, mình sẽ cố gắng giữ hai con chó nó nhiều hơn. Khi nói đến đầu chúa thì mình nó gắn liền với những con chó chết oan. Giảng nhập: Giáo hoàng Cato giáo Roma Công giáo La Mã John Paul đệ nhị trong cuộc viếng thăm Ấn Độ năm 2000 đã kêu gọi tín đồ tăng gia nỗ lực cải đạo quần chúng ở Á Châu, nghĩa là theo truyền thống truyền đạo của Cato giáo, dùng mọi thủ đoạn để kéo quần chúng vào Cato giáo. Mắc khờ dựa trên những sự kiện lịch sử rằng du nhập của Kitô giáo vào Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, phần lớn Phi Châu và vài vùng Thái Bình Dương đã đưa tới sự hủy diệt một cách có hệ thống toàn bộ những tôn giáo và nền văn hóa đa thần có trước thời Kitô. Cho lời kêu gọi trên là một tuyên chiến chống nền văn hóa Á Đông. Các tôn giáo Á Đông và xã hội Á Đông nói chung, Ấn Độ nói riêng. Tuần báo New York số ngày 16 tháng 4 năm 2001 trang 48 tường trình sự suy thoái của Kitô giáo ở Âu Châu và Bắc Mỹ, nhất là ở Âu Châu ngày nay được coi là một xã hội trong tình trạng hậu Kitô. Nhưng Kitô giáo lại có chiều hướng phát triển trong các nước nghèo khó ở Á, Phi. Nơi đây dân trí còn thấp kém, đời sống kinh tế vật chất khó khăn và còn bị nhiều áp bức. Gần đây tại Việt Nam, những nhà truyền giáo Tin Lành mượn chiêu bài tự do tín ngưỡng để truyền đạo trên các miền Thượng Du, Bắc Việt và đã gây ra không ít hỗn loạn trong xã hội Việt Nam. Mục đích truyền đạo của Cato cũng như Tin Lành ở Việt Nam là lợi dụng và khai thác hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như tinh thần của một số người dân ở trình độ thấp nhất, thu nhặt tín đồ bằng những giáo điều huyền hoặc và bả vật chất. Khi có một số tín đồ cùng tín và tuyệt đối theo lệnh các nhà truyền giáo rồi, họ sẽ biến số tín đồ này thành một lực lượng chính trị nắp sau bình phong tôn giáo để tạo áp lực với chính quyền, chi phối mọi hoạt động xã hội trên căn bản một niềm tin không cần biết, không cần hiểu của Cato giáo cũng như Tin Lành. Lịch sử du nhập của Cato giáo vào Việt Nam đã chứng tỏ như vậy. Những tín đồ tân tòng Cato hay Tin Lành vì nhẹ dạ cả tin những lời hứa hẹn vào một đời sau, vì được giúp đỡ chút ít trong những hoàn cảnh vật chất khó khăn, điều không biết rằng mình đã bị huyễn hoặc bởi một cái bánh vẽ, do đó bị lùa vào cảnh nô lệ trong một hệ thống giáo truyền trong cấu trúc toàn trị của Cato giáo, hay vào cảnh nô lệ những điều mặc khải không thể sai lầm trong thánh kinh của Tin Lành. Nhìn vào toàn bộ nền thần học Kitô giáo, chúng ta thấy nó giống như một cái áo cũ kỹ đã rách bươm nhiều chỗ, phải vá chằng phá dịch, dùng để che đậy một thân thể bệnh hoạn. Tại sao? Bởi vì nền thần học này dựa trên nhiều ngụy tạo và gian dối, như sẽ được chứng minh trong chương sau. Mỗi khi sự ngụy tạo và gian dối nào bị phanh phui, người ta lại phải thay đổi, dùng ngụy biện để che đậy nó đi cho một phần luận điệu thần học khác. Vì vậy mà John Adrian Book đã viết trong cuốn sách Phelps trang 3 rằng trong những giới thông minh ở Âu Châu và Mỹ Châu, nền thần học Kitô trên thực tế đã chết. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận sự kiện là nền thần học này cũng mang đến cho các tín đồ tuyệt đại đa số thuộc thành phần kém trong xã hội một niềm hy vọng trong đời sống sau, tới ngày phán xét cuối cùng không biết bao giờ mới xảy ra. Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ là sẽ xảy ra
trong ngay khi ông ta còn sống. Và trong hơn 2.000 năm nay, không biết bao nhiêu lần các bậc lãnh đạo Kitô giáo đã tuyên đoán sai lầm ngày tận thế sẽ xảy ra. Chúa sẽ hóa phép làm cho các xác chết của họ sống lại, đoàn tụ với linh hồn và sống cùng Chúa Trời. Ở thiên đường, đó là cái bánh vẽ trên trời. Từ của linh mục Edner Ringgat, A Bee in the Sky, cộng với mồi vật chất theo đạo có gạo mà ăn để khuyến dụ họ tin theo đạo Chúa. Những nhận xét ở trên không phải là không có căn bản, nhưng tuyệt đại đa số những tín đồ Kitô giáo, Cato cũng như Tin Lành đều không biết đến những sự thật này, do chính sách bưng bít của các giáo hội và do chính họ không đủ khả năng để theo dõi những diễn biến ngay chính trong các giáo hội của họ. Thật vậy, chính mục sư Tin Lành Ruben Alves, giáo sư thần học tại Đại học Campinas ở Ba Tây, trong cuốn Đạo Tin Lành và Sự Đàn Áp, đã phải đưa ra nhận định như sau, phản ánh thực chất tình trạng tin lành truyền đạo ở Ba Tây, trang 44. Có phải là kỳ cục không khi mà Chúa Kitô không thể rao giảng cho những người cảm thấy mình an toàn và hạnh phúc, những người cảm thấy cuộc đời đáng sống, những người không đang ở trong một cơn khủng hoảng không? Có phải là khác thường không khi mà Chúa Kitô có thể tuyên dương và có nghĩa trong những tình trạng đau khổ vì bệnh hoạn của những người đang ở trong những hoàn cảnh lo lắng, cảm giác tội lỗi và khủng hoảng hay chết chóc? Thật ra nhiệm vụ của nhà truyền giáo là gì? Nhiệm vụ của họ đặt ra là cho một đợt khủng hoảng những tên thần học, mà thực chất ra nguồn gốc của nó là vấn đề tâm lý xã hội. Nhà truyền giáo tìm cách khơi động một cơn khủng hoảng mà con người có thể chưa cảm thấy, để rồi từ đó và chỉ khi đó họ mới có thể tuyên bố Chúa Kitô là sự giải đáp. Nhận định của giáo sư Ruben Alves ở trên quả đất đúng nếu chúng ta quan sát tình trạng Kitô giáo nói chung và ở xã hội tân tiến Âu Mỹ, con người Âu Châu nói riêng. Trong các nước văn minh tiến bộ nói chung, vì đã có một đời sống kinh tế tương đối thoải mái và vì thường xuyên đối diện với những tiến độ của các bộ môn khoa học và tôn giáo học, đã tỉnh ngộ và thấy rõ thực chất của những lời hứa hẹn hoang đường như trên. Cho nên chúng ta không thấy lấy làm lạ khi đa số chỉ mang danh là tín hữu Kitô theo truyền thống gia đình và xã hội của họ, nhưng chẳng còn tin những điều không còn phù hợp với sự tiến bộ trí thức và mức độ hiểu biết của quần chúng ngày nay. Những người ngày nay còn tin vào những điều quan đường, phi lý, phản khoa học, vân vân, phần lớn thuộc những nước nghèo, chậm tiến và thường là tầng lớp người không mấy khi dùng đến đầu óc, hoặc đầu óc đã bị bố mẹ, linh mục, mục sư làm cho mê muội từ khi còn rất nhỏ, chưa đủ khả năng hiểu biết, do đó bị giáo hội dẫn vào và giữ trong bóng tối của mê tín, của vô minh và trong hệ thống toàn trị của giáo quyền Cato và của Kinh Thánh Tin Lành. Số báo New West nêu trên đã đưa ra vài con số nói trên tình trạng của Kitô giáo hiện nay. Năm 1900, 80% tín đồ Kitô là dân Âu Châu và Bắc Mỹ. Ngày nay 60% là dân nước Á, Phi và châu Mỹ Latin. New West Ibis in 1900, một đoạn tiếng Anh. Điều nguy hại mà Kitô giáo đã gây ra ở Á Phi là các giáo hội Kitô ở những địa phương này lại bảo thủ hơn những giáo hội trong các nước văn minh tiến bộ Tây phương. Vì vậy, Việt Nam thường thấy một số không nhỏ tín đồ Cato cũng như Tin Lành Việt Nam vẫn còn mang tâm cảnh cuồng tín, hung hăng về vấn đề tín ngưỡng hơn bất cứ tín đồ Âu Mỹ nào. Họ cuồng tín và hung hăng vì họ được giữ chặt trong cái nhà tiến sĩ Barado
gọi là bóng tối dày đặc của ý thức hệ Roma. Hoặc trong chủ trương đức tin biện minh cho tất cả của Tin Lành, hoặc trong những ốc đảo ngu dốt từ của linh mục Trần Tam Tĩnh, chỉ các cộng đồng Cato Việt Nam như Bùi Chu, Phát Diệm, Vĩnh Sơn, Hố Nai, Gia Kiệm, vân vân, họ được nhồi sọ từ nhỏ để tuyệt đối tin vào cái bánh vẽ ở trên trời, hay một ảo tưởng không chắc chắn, bất kể đến cái lịch sử tàn bạo đẫm máu của giáo hội Cato Roma, mà họ được dạy là một giáo hội thánh thiện, cũng như lịch sử tàn bạo diệt chủng dân da đỏ của Tin Lành. Họ không biết đến, và dù có biết cũng không quan tâm đến những triều đại dâm loạn của những giáo hoàng mà họ thường gọi là Đức Thánh Cha. Cũng như vấn đề đạo đức quá suy đồi trong hàng giáo phẩm, như hàng trăm linh mục, giám mục, mục sư can tội cưỡng bách, tình dục trẻ em, phụ tế và nữ tín đồ, đến độ giáo hội phải bỏ ra đến cả tỷ đô la theo ước tính của Jackson Benji để bồi thường cho các nạn nhân. Linh mục Andrew Gray, giáo sư xã hội học tại Đại học Chicago, cho rằng có tới 25% linh mục đồng giống luyến ái. Nhưng học giả Cato Jackson Bertri bảo con số này thực sự cao gấp đôi. Số linh mục nghiện rượu cũng không phải là nhỏ. Số linh mục chết vì bệnh ác có tỷ lệ cao gấp từ 4 đến 8 lần tỷ lệ trong quần chúng. Và gần đây nhất, vấn đề linh mục cưỡng bách tình dục, danh từ phổ thông là hiếp dâm một số nữ tu Cato sơ trong 23 quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, Ba Tây, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Ái Nhĩ Lan, Ý, vân vân. Và cưỡng bách một số phải uống thuốc ngừa thai hoặc phá thai đã bị phanh phui và phổ biến trên tờ National Catholic Reporter ở Kansas City ngày 16 tháng 3 năm 2001. Và trên hãng thông tấn Adita ở Ý, Tòa Thánh Vatican tuy đã được phúc trình về vấn đề này từ tháng 2 năm 1995, nay cực chẳng đã cũng đã phải lên tiếng thú nhận bằng lời lẽ mơ hồ là có vấn đề ô nhục trong giới chăn chiên này, nhưng chỉ giới hạn trong một vùng địa dương mà thôi. Vậy mà họ vẫn tự nhận là họ đang ở trong một hội thánh, một giáo hội thánh thiện duy nhất, tông truyền, vân vân. Không chút ngượng ngùng, họ không hề thắc mắc về một vấn đề căn bản: tại sao cái mà họ gọi là hội thánh của họ lại có thể có một lịch sử tàn bạo, đẫm máu ô nhục kéo dài suốt 20 thế kỷ cho đến tận ngày nay. Người Việt Nam chúng ta, hơn ai hết, nếu không muốn bị mang tiếng là lạc hậu, chậm tiếng và bị rơi vào những cảnh suy đồi đạo đức của những kẻ buông thần bán thánh vân vân, thì chúng ta cần phải đề cao cảnh giác trước âm mưu truyền giáo sang Á Âu của Vatican, của Tin Lành. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng quyền tự do tín ngưỡng của con người và quyền tự do truyền đạo bằng những phương cách có tính cách xúc phạm đến mọi nền văn hóa phi Kitô của Cato giáo cũng như Tin Lành. Thật vậy, Giáo hoàng Cato đã thú nhận gần đây trong những lời xưng thú bảy núi tội lỗi của Giáo hội Cato ngày 12 tháng 3 năm 2000. Chúng tôi xin được tha thứ cho những tội lỗi trong những hành động với ý muốn thống trị kẻ khác, với thái độ thù nghịch đối với các tôn giáo khác, không tôn trọng quyền truyền thống văn hóa và tôn giáo của các dân tộc nhỏ kém phát triển. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi xưng thú bảy núi tội lỗi cùng thế giới như tự tát vào mặt chính mình, ngày 5 tháng 9 năm 2000, Hồng Y Ratzinger với sự đồng ý của Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tung ra tài liệu Dominus Jesus mang hình thức tuyên ngôn dài 36 trang. Trong tài liệu này có hai điểm nổi bật gây nhiều dư luận trên thế giới: một liên quan đến tôn giáo phi Kitô, và một liên quan đến khả năng trung gian cứu rỗi duy nhất của Giáo hội Cato. Một như là một phương tiện
đưa đến sự cứu rỗi những tôn giáo phi Kitô thiếu sót một cách trầm trọng. 2. Giáo hội Cato Roma là phương tiện duy nhất đem đến sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Hai điểm trên chứng tỏ giáo hội Cato không thực tâm trong vấn đề xưng thú tội lỗi và xin được tha thứ, và ý muốn thống trị thái độ thù nghịch đối với các tôn giáo khác không tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo phi Kitô vẫn là chỉ tiêu của giáo hội trong sách lược bành trướng đạo sang Á Châu. Sách lược truyền đạo của Tin Lành cũng tương tự như Cato, họ vẫn tin tưởng rằng những điều Thánh Kinh viết rằng phải là người tuyệt đối, không thể sai lầm, và cũng dùng những thủ đoạn của Cato giáo xuyên tạc hạ thấp tất cả các tín ngưỡng dân gian phi Kitô và những nền văn hóa phi Kitô. Chúng ta cũng cần phải ý thức được rằng Kitô giáo hội nói chung, Cato giáo cũng như Tin Lành đang lạm dụng và núp sau chiêu bài nhân quyền và dựa vào ưu thế kinh tế và quân sự của các cường quốc Âu Mỹ để truyền đạo trong những quốc gia mà họ có thể ép được. Họ không dám đụng tới khối Hồi giáo hay Do Thái, những khối tuyệt đối không nhân nhượng về vấn đề tự do truyền đạo. Họ cũng không dám đụng tới Trung Quốc, một quốc gia vĩ đại với gần 1.500 dân, có tiềm lực kinh tế và quân sự không thể coi thường, và có một chính sách rõ rệt để ngăn chặn và kiểm soát sự tự do truyền giáo, nhưng họ lại khai thác sự yếu kém kinh tế của các nước nhỏ ở Á Đông và tính lễ đạt dễ dãi của những dân tộc trong vùng này như Thái Lan, Việt Nam để thực hưởng hiện ảo vọng Kitô hóa các quốc gia này. Việt Nam là mục tiêu hàng đầu vì nơi đây Vatican đã có sẵn một lực lượng khoảng từ 5 đến 7 triệu giáo dân, phần lớn nổi tiếng cuồng tín cực đoan và hoàn toàn lệ thuộc Vatican. Chính quyền Việt Nam cần phải ý thức được cái hiểm họa Kitô, Cato cũng như Tin Lành nếu không muốn truyền thống dân tộc và văn hóa của Việt Nam bị xóa sạch trong tương lai, rơi vào nô lệ Vatican hay Tin Lành bình phong tôn giáo của các đế quốc như Tư Bản, Âu Mỹ. Ngoài ra, để đối phó với sách lược đang được thi hành hiện nay tại Cato và Tin Lành, dùng mà bọn người trí thức nô lệ mất gốc đưa ra những tác phẩm xuyên tạc bôi nhọ lịch sử văn hóa Việt Nam, điển hình là cuốn sách với cái tên quái gở Tổ quốc ăn năn của Nguyễn Gia Kiển, một tín đồ của Cato, đồng nhất hóa hành động hay tư tưởng của một vài cá nhân trong lịch sử Việt Nam với Tổ quốc Việt Nam, hoặc cuốn Hành hương đất Phật của một tri thức Cato khác Nguyễn Kim Thanh với bút hiệu Phan Thiết, mà nội dung là để xuyên tạc hạ thấp Phật giáo qua một kiến thức rất hời hợt về Phật giáo. Song song với những hoạt động văn hóa của chiều dài Vatican, Tin Lành cũng tung ra một loạt những bài viết phần lớn là bịa đặt để đánh bóng Tin Lành và cùng lúc hạ thấp Phật giáo. Chúng ta có thể kể những bài của Lê Anh Huy, Phan Như Ngọc trong Mục Sư.net hay cuốn Từ Áo Cà Sa đến Thập Tự Giá của Huệ Nhật mà giá trị không thể xếp vào hạng tri thức. Những tác giả thuộc loại nô lệ tri thức ngày cũng còn theo sách lược toàn cầu của Vatican và Tin Lành, xuyên tạc bóp méo lịch sử và văn hóa Phật giáo, hoặc đánh đồng khập khiễng vài nét văn hóa Việt Nam hoặc Phật giáo với nền văn hóa Kitô, ngụy trang đằng sau những chiêu bài như thần học Kitô giáo theo cung cách Á Châu, hoặc quay về với truyền thống dân tộc, hội nhập văn hóa dân tộc nhưng vẫn khăng khăng bám chặt vào chân lý về Chúa Kitô, đấng trung gian duy nhất vẫn là sẽ mãi mãi và một tín điều và không thể chấp nhận sự thỏa thuận hay dung hòa nào cả. Chính quyền và người dân Việt Nam cần ý thức được tầm quan trọng của sự mở mang chân trí. Nếu không muốn mang tội với dân tộc trong lịch sử Việt Nam, chính quyền Việt Nam cần đẩy mạnh nỗ lực mở mang chân trí. Đây chính là sách lược then chốt để ngăn chặn sự xâm nhập văn hóa Việt Nam
qua những luận điệu mê hoặc hoang đường của Kitô giáo, đồng thời là cái chìa khóa để mở rộng cánh cửa tiến bộ về mọi mặt của nhà nước. Cuốn sách này được viết ra không ngoài mục đích đóng góp một phần vô cùng nhỏ nhoi trong chiều hướng mở mang dân trí bằng cách đưa ra những sự thật về con người của Giê-xu cũng như những lời giảng dạy của Giê-xu trong Thánh Kinh. Những lời không mấy khi được các linh mục hay mục sư diễn giải trong nhà thờ, hoặc chỉ được diễn giảng theo lý luận thần học của các giáo hội, nhiều khi rất mâu thuẫn và phi lý trước đám tín đồ thấp kém đã bị cấy vào đầu óc những niềm tin tôn giáo từ khi còn rất nhỏ. Hiện nay trong thế giới Âu Mỹ, chúng ta thấy tràn ngập những tác phẩm nghiên cứu về nhân vật Giê-xu. Tác giả của thiên khảo cuốn này đều là những bậc có uy tín trong giáo hội cũng như ngoài giáo hội. Họ gồm các hồng y, tổng giám mục, linh mục, giới trí thức trong giáo hội cùng những chuyên gia, học giả, giáo sư đại học, nhà thần học v.v. Điều mà nhiều truyền thống tín ngưỡng, gia đình và xã hội của họ là Kitô giáo. Cuốn sách này chỉ có thể trình bày những phần nào những kết quả nghiên cứu của các học giả nói trên. Độc giả có thể tham khảo những cuốn sách liệt kê trong phần tài liệu tham khảo nếu muốn biết thêm chi tiết về những chủ đề nêu trong sách. Không có lý do gì mà người Việt Nam chúng ta lại không được biết và đọc những tài liệu này. Tín đồ Kitô cần phải đọc để biết về thực chất tôn giáo của họ. Người ngoại đạo càng cần phải học hơn để khỏi bị lừa dối bởi những điều hoang đường, sai sự thật. Nội dung cuốn sách này là trình bày cùng quý độc giả hình ảnh thực sự của Giê-xu qua một số tài liệu nghiên cứu, phân tích mới nhất của các chuyên gia về Kitô giáo ở trong cũng như ở ngoài giáo hội. Và tuyệt đại đa số vẫn nằm trong truyền thống tôn giáo văn hóa Tây Phương. Hình ảnh này cho chúng ta biết Giê-xu thực sự như thế nào, sống trong hoàn cảnh nào, chịu ảnh hưởng của những tư tưởng nào, vân vân. Cuốn sách này cũng phân tích những điều giảng dạy điển hình của Chúa Giê-xu được ghi trong Thánh Kinh và từ những thông tin cần phiên nghiên cứu về con người Giê-xu ở trên, chúng ta mới có thể biết rõ chủ ý của Giê-xu nằm trong những điều giảng dạy. Cho nên cuốn sách này sẽ có gồm hai chương. Chương 1, Giê-xu là ai? Chương 2, Giê-xu giảng dạy những gì? Ngoài ra, phần phụ lục tôi cũng xin cống hiến quý độc giả vài nét về vua David, người mà các nhà thần học trong giáo hội Cato thường hãnh diện khoe rằng Giê-xu thuộc dòng dõi ông vua này, và dạy các tín hữu, tín đồ hàng ngày cầu nguyện: xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn muôn chim cầm thú, xin làm cho tôi đặng về quê thật hiệp, là một vùng vua David trích dẫn kinh Nhật Khóa của Công giáo.